Hello, thì hôm nay Thammy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái corsage, có nghĩa là cái hoa để mà mình gắn lên tay giống như vậy nè các bạn. Đó, cái hoa mình gắn giống như vậy nè. Khi mà để cho, Thammy không biết ở Việt Nam sao nhưng mà bên Mỹ thì mấy đứa con nít Mỹ nó ra trường đó, nó đeo cái này ở tay nó nè, thì sẽ có một cái keo giống như vậy, thì nó gọi là water gel đó các bạn. Đó, thì mình có cái này rồi. Thammy có hai cái hoa lan, mình cái keo này là nó chuyên cho làm hoa tươi như các bạn. Khi mà các bạn làm hoa tươi đó thì các bạn cho cái keo này vô, mở ra ha, xong rồi mình cho cái keo nó vô trong cái lá tươi này đó. Mấy bạn nhớ khi mà làm xong là đóng lại liền chứ không thôi là nó bị khô ha. Đó, khi mà cái keo sát tay vào chút đó, khi mà cái keo nó vô đây này các bạn thấy không, rồi mình bắt đầu mình đặt nó nằm trên này, tại vì cái tay của mình nó nằm hướng này cho nên mình phải đặt cái hoa nó nằm theo hướng này ha. Đó, thì chỉ có cái keo này thì nó sẽ dính cái hoa tươi, còn tất cả mọi loại keo không có loại keo nào nó dính hết. Thì trước tiên nó mình đặt cái hoa, mình đặt cái lá trước nha, rồi mình đợi một tí xíu cho cái này nó khô. Khi mà nó khô xong á, mình sẽ coi mình đặt cái hoa này ở đâu. Thì cái này mình đặt một cái hoa này ở hướng này nha các bạn. Rồi mình đặt một cái này ở hướng này nữa. Thì Thammy thấy cái hướng này. Đó, thì chung mà bình thường á là nó nằm như vậy, với lại một cái như vậy nữa, là mình cần hai cái như vậy thôi nha các bạn. Thì đây thì Thammy sẽ làm một cái cho nó dính vô đây nha ha. Mình sẽ lấy một cái lá mình làm trên cái này. Thì bây giờ mình cho một chút keo vô đi nha. Khi mà mình mở ra mình làm, mình đừng có bóp, nó tự động nó ra nhiều lắm mấy bạn không cần phải làm như vậy, thôi là nó ra rồi đó. Đó, thấy chưa, mình nghiêng đi một chút vậy thôi nó ra. Đó, các bạn làm trong này, các bạn để một tí xíu cho nó khô ha. Rồi mấy bạn phải đậy cái này lại liền, tại vì có nhiều người cái tay họ nhỏ lắm. Khi mà mấy bạn làm như vậy xong rồi đó, mấy bạn nhấc cái hoa này lên đó. Nhớ nha, cái hướng hoa nó luôn luôn nó nằm ở cái tay như vậy đó. Rồi mấy bạn mới để cái này nó nằm cái hướng như vậy đó. Để mấy bạn cho nó nằm trên cái lá nha, nhớ cho nó nằm trên cái lá đó, mấy bạn thấy không, đó nó nằm như vậy. Rồi mấy bạn cầm một hồi để cho nó khô, nhớ nha, nhớ cầm một hồi cho nó khô đó. Như vậy là một cái, rồi mình làm thêm một cái ở mé bên này nữa, là hai cái, là như vậy là mình xong một cái corsage rồi nhá. Đó, chưa, mấy bạn thấy mấy cái lá này nó dính vào nhau không, tại vì cái keo này nó chuyên cho những cái lá mà nó dính như vậy. Rồi Thammy làm thêm tí xíu ở đây nữa cho nó nằm chắc nha, tại vì khi mà mình đeo đó, mình lắc qua lắc lại á, mình muốn chắc ăn á, mình làm cho nó chắc vô nha. Đó, mấy bạn chỉ có nghiêng đổ nó ra như vậy thôi là nó sẽ ra đều. Mỗi lần mình làm xong là mình phải đóng lại liền nhé. Đó, chưa? Mấy bạn thấy chưa? Cái này thì nó không có chắc, mình phải làm một chút cho nó chắc vào. Thì cái này nó cần một chút thời gian để cho nó khô đó. Nhưng mà cái hoa này thì nó sẽ không có bị héo đâu mấy bạn. Rồi á, khi mà trong khi mình chờ đợi cái này rồi đó, thì mình ướm coi cái này nó nằm ở đâu. Cái này đó là hai cái nha. Đó, bây giờ Thammy sẽ cắt cái này ra. Mình sẽ cắt cái này ra ha, để cho nó nằm hai cái nó trụm vào nhau như vậy đi ha. Đó, thì nó là như vậy, thì các bạn đeo lên tay nó sẽ là như vậy ha các bạn. Thì bây giờ Thammy bôi keo cho cái kế tới nha. Mình sẽ bôi đầy hết lên cái cành này nè, đó. Mấy bạn không có cần phải bóp đâu, cái keo này là mấy bạn chỉ có nghiêng nó một cái là nó ra thôi. Thì trong khi mà mình đợi cho nó khô đó, thì mình đậy cái nắp keo lại liền, mình ngửa lên vậy đậy nắp keo lại liền, thôi cái keo nó
keo nó bị chảy ra ha. Rồi cái hướng này thì mình phải làm sao? Đó, mình làm như vậy là hai cái hoa lan chụm vào nhau, cho nó nằm ở trên cái lá nha, tại vì nó phải nằm trên cái lá nó mới dính, chứ không có nằm trên cái lá nó không có dính đâu mấy bạn. Bạn muốn chắc ăn cho nằm gì cái lá thì mình sẽ cho nó nằm hết trên mấy cái lá này để cho nó dính vô trong nhau, cho nó chắc ăn, cho nó đứng ha. Cho các bạn cách mà dán cái hoa làm sao để mà mình có một cái hoa đeo tay, thấy chưa? Thì Thêm My cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn nhớ subscribe, like and share cho Thêm My nha. Thank you.